Thưa quý vị và các bạn, nói đến con tôm thẻ chân trắng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các mô hình phát triển kinh tế của các hộ dân ở vùng ven biển. Tuy nhiên, tại thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, ông Ngô Văn Chiến đã thuần hóa thành công con tôm thẻ chân trắng nuôi sống ở nước mặn sang nuôi sống ở nước ngọt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, hỏi thăm ông Chiến nuôi tôm thì ai cũng biết, vì ở vùng này, người dân chỉ quen với cây lúa, nuôi con vịt, con gà, chứ nuôi tôm thì chỉ có ông Chiến và họ cũng quen gọi ông là ông Chiến tôm. Khởi nghiệp với mô hình nuôi vịt đẻ kết hợp thả cá rô phi đơn tính, song do thị trường bão hòa các vật nuôi truyền thống, nên những năm gần đây, mô hình kinh tế của gia đình không còn đem lại hiệu quả cao. Với quyết tâm làm giàu trên đất quê mình, Ông Chiến đã đi nhiều tỉnh thành ven biển như Hải Phòng, Quảng Ninh tìm hiểu về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng. Mặc dù đặc thù tôm thẻ chân trắng sinh sống ở nước mặn và nước lợ, nhưng bằng niềm đam mê sáng tạo, ông Chiến đã là người đầu tiên trong huyện thành công trong việc thuần hóa con tôm thẻ chân trắng ở vùng nước ngọt. Xét thấy là bây giờ là uh, nuôi con gì và trồng cái gì bây giờ là rất là khó, phải thị trường cần cái gì chúng tôi làm cái. Thì tôi uh, nghiên cứu hai năm nay là thành công đưa thuần hóa con tôm từ con tôm nước mặn ở vùng nước mặn và thuần hóa nó thành nuôi nước ngọt và qua mấy nữa và rồi thu hoạch có hiệu quả kinh tế cao nó còn một đây là mở ra một cái bước đầu hướng đi để phá thế độc canh theo kinh nghiệm của ông Chiến để nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt thành công thì người nuôi cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật được ngành nông nghiệp khuyến cáo như chọn con giống ở những địa chỉ tin cậy để tôm sạch bệnh Ao nuôi tôm cần được cải tạo kỹ sau mỗi vụ, lấy và xử lý nước theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong suốt quá trình nuôi nên duy trì mực nước tối thiểu trong ao từ 1,2 đến 1,5 mét và quản lý chất lượng nước bằng các chế phẩm vi sinh để duy trì chất lượng nước ổn định đến cuối vụ. Tôm thẻ chân trắng có ưu điểm là thời gian nuôi ngắn từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng với hình thức nuôi bán thâm canh, mật độ nuôi từ 80 đến 100 con một mét vuông. Thức ăn cho tôm phù hợp theo độ tuổi phát triển của tôm. Do yêu cầu phải đảm bảo nhu cầu oxy hòa tan trong suốt quá trình nuôi, nên ao nuôi và trang thiết bị cần thiết cũng phải đáp ứng yêu cầu nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công trong quá trình sản xuất. Được biết đến là người đầu tiên trên địa bàn huyện Kim Động thành công với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở môi trường nước ngọt. Ông Chiến đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với bà con nông dân trong và ngoài tỉnh khi họ tới tham quan học hỏi. Qua chỗ bác Chiến đây coi vậy là bác ấy chỉ bảo coi vậy hướng dẫn coi vậy là về cách nuôi con tôm nước ngọt. Chỉ dẫn rất tự tình, tức là từ khi xuống con giống này, cho cách thức cho ăn này, và giờ cho ăn này và coi như vậy là xử lý coi vậy là thuốc coi vậy là phòng chống dịch bệnh. Ông Chiến lại là người rất tiêu biểu trong các phong trào thi đua của hội nhất là cái phong trào thi đua sản xuất kinh giỏi và ông chiến đã à, cùng với hội viên của tri hội nghề nghiệp là cùng nhau để giúp đỡ nhau để phát triển và ông chiến bằng cái kinh nghiệm của gia đình đã giúp đỡ rất nhiều hội viên để đổi mới cái cái mô hình sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao với niềm đam mê sáng tạo dám nghĩ dám làm đã giúp ông chiến bước đầu thu hoạch được những thành quả khả quan theo tính toán của ông với diện tích 0,5 hecta nuôi tôm thẻ chân trắng một năm có thể nuôi ba lứa cho thu lãi hơn một tỷ đồng đây sẽ là một hướng đi mới cho các hộ dân trong vùng